Cùng với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đội ngũ đoàn viên thanh niên quận Ngũ Hành Sơn với sức trẻ cùng lòng nhiệt huyết vì cộng đồng luôn là lực lượng có nhiều đóng góp quan trọng. Màu áo xanh tình nguyện của đoàn hầu như có mặt trên tất cả các lĩnh vực, đồng hành cùng các cấp, các ngành trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thực hiện quyết định 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, quận Ngũ Hành Sơn có 125 đoàn viên thanh niên tham gia vào lực lượng chống dịch. Vẫn là nhiệm vụ trực chốt cách ly, kiểm soát, nhưng nay các bạn đoàn viên thanh niên còn kiêm thêm nhiệm vụ bốc phát rau củ quả, lương thực hỗ trợ người dân, đi chợ hộ và mang đến tặng nhà người dân, đảm bảo người dân có thực phẩm nhưng vẫn không xa khỏi nhà. Mặc dù thời tiết rất là nắng nóng vào ban ngày, còn ban đêm thì có những hôm trời mưa to bất chợt, nhưng mà tụi em vẫn luôn cố gắng và mong muốn là góp vào công sức của mình vào trong công tác chống dịch của thành phố mình. Đại dịch COVID-19 lần thứ 5 bùng phát tại Đà Nẵng, toàn quận có khoảng 800 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch trên địa bàn, giúp các sinh viên chuyển chỗ ở để bàn giao khu ký túc xá phía Tây thành phố làm bệnh viện dã chiến, hỗ trợ ban điều hành tổ dân phố, hỗ trợ người dân tiêm vaccine, v.v. Không kể giờ giấc, bất cứ khi nào cần sự hỗ trợ, đoàn viên thanh niên ngay lập tức có mặt để thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực từ những việc nhỏ nhất. Đoàn thanh niên coi như của phường á, lòng rất nhiệt tình và hăng say. Kể cả bất cứ giờ trưa và tối, coi như là thanh niên, là hoạt động rất tốt, cho nên chú đại diện cho nhân dân cảm ơn đoàn phường. Thì toàn quận hiện nay có gần 100 đoàn viên thanh niên có thẻ công vụ sẵn sàng trực tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường. Và tại địa bàn cơ sở thì có hơn 600 đoàn viên thanh niên tham gia vào các cái ban điều hành tổ dân phố cũng như là chi bộ để vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận tay bà con nhân dân cũng như là hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn khu dân cư. Nhật ký về những ngày không quên, đó là hình ảnh những chiếc áo xanh thấm đẫm mồ hôi, những gương mặt trẻ phía sau chiếc khẩu trang vẫn miệt mài góp sức, sát cánh cùng các lực lượng trong cuộc chiến chống dịch đầy gian nan.